Chào các bạn nhỏ! Trong thế giới động vật, ngụy trang là một phần quan trọng của sinh tồn và săn mồi. Các loài động vật đã phát triển ra những kỹ thuật ngụy trang đa dạng để che giấu bản thân khỏi kẻ săn mồi hoặc để tiếp cận mồi một cách hiệu quả. Các con thật tinh mắt để xem các con vật ngụy trang như thế nào nhé! Một trong những ví dụ phổ biến nhất về ngụy trang trong thế giới động vật là sự sử dụng màu sắc và hình dáng để hòa mình vào môi trường xung quanh. Một số loài động vật còn sử dụng kỹ thuật ngụy trang động học, tức là chúng thay đổi hình dạng hay màu sắc của bản thân. Ngoài ra, một số loài còn sử dụng kỹ thuật ngụy trang tâm lý để lừa đối phương. Trong tự nhiên, ngụy trang không chỉ là cách để động vật tránh bị săn mồi, mà còn là một công cụ quan trọng để chúng tiếp cận mồi một cách hiệu quả hoặc để tránh xa các kẻ săn mồi tiềm năng. Sự đa dạng và sáng tạo trong kỹ thuật ngụy trang của các loài động vật là một minh chứng cho sự thích ứng và tiến hóa của tự nhiên. Cùng chỉ ra xem con vật yêu thích của con đang ẩn nấp ở đâu nhé!